Okay, good evening everyone. Xin chào tất cả các con. Chào mừng các con lại đến với lớp Alotalk vào ngày thứ 3 và tối thứ 3 ngày hôm nay. Yeah, so how are you today? Hôm nay các con phải thế nào nhỉ? Hôm nay chúng ta đã học được những môn gì này, đã thu thập thêm những kiến thức gì mới thì có thể chia sẻ với cô nha. Hình như là cái nền nó đang hơi không được ổn cho lắm nhá. Chúng ta đợi cô một chút nhá, cô sẽ chỉnh sửa cái nền này ngay trong một nốt nhạc. Một nốt nhạc thì chắc là hơi nhanh nhưng mà sẽ nhanh chóng thôi, các con đợi cô một chút nha. Trong khi đó thì đấy, chúng ta đã ăn cơm chưa? Cô nghĩ là các bạn cũng đã ăn cơm rồi để có thể chuẩn bị vào lớp học rồi đúng không? Đâu nhỉ? Để cô xem nào. Đây. Bình thường cô mặc áo màu trắng ấy, nên là nó sẽ này ổn rồi đúng không? Nên là nó sẽ cái màu nó sẽ khác. Còn hôm nay thì cô mặc một chiếc áo màu hơi tối màu hơn một chút. Và các con có thấy những cái chú chó ở trên áo của cô không? Yeah, can you see the dogs on my sweater? Yeah, I'm wearing a sweater with a lot of dogs on it. Cô đang mặc một chiếc áo len mà có rất là nhiều các chú chó ở trên đó. Đúng rồi, bây giờ là mùa đông rồi đây, các bạn hãy nhớ mặc áo thật là ấm nhá. Ok, giờ xin chào Hà My này, xin chào Lê Thị Hằng con, xin chào Lương Thủy này. Rồi xin chào Tươi Nguyễn này. Xin chào có bạn nào đang chào cô nữa không nhỉ? Xin chào anh Thư, rồi xin chào con Mai Hà đúng không? Con ở Vĩnh Phúc đúng không con? Ừ. Xin chào Linh này, xin chào Mai. Ok, cô sẽ cố gắng. Xin chào Hiền Ngọc, xin chào Tú Anh, xin chào Như Nguyễn. Rồi, xin chào Tường Yến này, xin chào Phương Lan nữa. Các bạn hãy nhớ là các con hãy share, hãy like cho cô, hãy thả tim cho cô thương nữa để và share lớp livestream của chúng ta để có thể có thêm nhiều bạn nữa cùng biết đến và cùng có thể học cùng với các con nhé. Càng có nhiều bạn thì lớp chúng ta sẽ càng vui đúng không? Ừ. Ok, hôm nay có Lương Thanh ở Thảo Nguyên nữa này, xin chào Hoa Nguyễn này, xin chào Tú Anh con nha, xin chào Đức Vũ. Ok. Xin chào Huy Khoa này, xin chào Linh nữa. Yes, Tạ Mạnh này, yeah. Rồi Hồng Nguyên đã con nhá. Rồi, về bài hôm nay chúng ta sẽ học lớp Alotalk đúng không? Các bạn có tò mò xem về chủ đề hôm nay các con sẽ học là gì không? So are you curious about the topic we are gonna learn today? Hôm nay cô nghĩ sẽ là một chủ đề sẽ rất là phù hợp với những bạn nào thích muốn làm kiến trúc sư, sau này muốn trở thành kiến trúc sư. Các bạn sẽ đi xây những ngôi nhà đúng không? Sẽ vẽ ra những cái bản đồ thiết kế, những cái bản thiết kế những ngôi nhà, những công trình đúng không? Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ học về các loại nhà các con nhé. So today we're gonna learn about types of houses. Hôm nay mình sẽ học về types of houses, tức là các loại nhà. Ở trong tiếng Việt của chúng ta thì cũng có rất là nhiều các thể loại nhà khác nhau đúng không? Ví dụ như là căn hộ này, chung cư này, nhà dân bình thường này, nhà tranh này đúng không các con? Đó, có rất là nhiều các loại nhà. Vậy thì hôm nay mình sẽ học xem là ở trong tiếng Anh các loại nhà như thế sẽ được nói như thế nào nhá. Rồi, ok. Xin chào Ngân Hoàng đúng không con? Xin chào con là học sinh mới Ngân Hoàng Lương Hoàng Ngân hay là Lương Ngân Hoàng nhỉ? Ok, rồi. Với những bạn học sinh mới thì không biết là các bạn đã tìm hiểu một chút về cô chưa, cũng như là lớp học chưa. Cô tên là Nhung, như các bạn vẫn đang gọi cô đây đúng không? Rồi, cô tên là Nhung và cô đã dạy lớp livestream cũng được một khoảng thời gian cũng khá lâu rồi đấy, từ tháng 5 này, tức là đã được 7 tháng rồi. Và bây giờ chúng ta đang ở trong lớp Alotalk. Lớp Alotalk sẽ được livestream trực tiếp trên fanpage Alokiddy Tiếng Anh cho Trẻ Em vào tối thứ 3, tối thứ 5 và tối thứ 7. Vào tối thứ 4, tối thứ 2 và tối thứ 4 thì các con vẫn sẽ gặp lại cô nhưng ở trong lớp Allophonics các bạn nhé. Đấy là một chút thông tin cho những bạn mới vào ngày hôm nay nha. Rồi, types of houses. Hôm nay mình có types of houses, các loại nhà nha. Okay, so let's see what types of houses we're gonna learn today. Yeah, so let's come to the first part, vocabulary. Ok, chúng ta đến với phần đầu tiên là phần từ vựng. Oh, This is a beautiful house. What a beautiful house, right? Đây là một ngôi nhà rất là đẹp đúng không các con? Các con thấy trông nó rất là khang trang, rất là rộng rãi. It's so spacious. And it has a garage and two cars are in the garage. Chúng ta có thấy là có một cái gara đúng không? Và trong cái gara thì có hai chiếc xe hơi này, chứng tỏ chủ nhân của căn nhà này cũng phải rất là có điều kiện đúng không? Rất là có điều kiện về mặt kinh tế. Và các con thấy là đây là một ngôi nhà rất là khang trang, rộng rãi, đẹp. Nói chung là rất là đẹp, ai cũng mong ước. Cô cũng mong ước có một ngôi nhà như thế này. So this is my dream house. I have to make a lot of money to get this house. Cô nghĩ là cô sẽ phải cố gắng rất là nhiều để kiếm tiền để có được ngôi nhà như thế này, đúng không? Yeah. Và các con có biết ở trong tiếng Việt nó là gì chưa nhỉ? Trong tiếng Việt chúng ta gọi ngôi nhà như thế này là một căn biệt thự. Và từ biệt thự ở trong tiếng Anh rất là đơn giản thôi. Villa, 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 các con nhá. Ok, từ này rất dễ đúng không? Chỉ có hai âm tiết thôi mà thôi. Villa, villa, villa. Và villa là một căn biệt thự. Các con nhớ nhá. Villa. Ở trong tiếng Việt thì chúng ta cũng nghe đến villa hay nghe đến villa đúng không? Đấy là cách đọc của người Việt chúng ta. Còn ở trong tiếng Anh thì mình sẽ đọc là villa, villa, villa. Nhớ nhá. Villa là một căn biệt thự. So, do you want to have a villa by your own? Các con có muốn sau này có một cái căn biệt thự của riêng mình không? I know, I am sure that you all want, right? Và cô biết chắc chắn là các bạn đều muốn rồi đúng không? Một căn biệt thự như thế này thì làm sao chúng ta từ chối được, right? Rồi, ok, cô thấy các bạn đã comment được cho cô từ căn biệt thự rồi này. Ví dụ như Tú Minh này, very good. Linh nào, villa là căn biệt thự, chính xác. Chí Ngô nào, villa là căn biệt thự. Bảo Anh, villa căn biệt thự, đúng rồi. Nhật Hạ nào, biệt thự, villa, chính xác. Tú Anh, An, Tâm này. An và Tâm. Ok, villa Trọng Hiếu căn biệt thự. Ok, xin chào Quốc Anh, đúng không? Hôm nay con học và được thầy khen, rất là ngoan, rất là tốt. I'm very good today. What did I do yesterday? I taught you. I saw you in Allophonics class. Hôm qua thì cô đã dạy lớp Allophonics này. Ui rồi đây cô đọc xong bình luận của Anh rồi nhá, không được dạy cô nữa nhá. Lân Phạm nào, villa biệt thự. Diệu Linh, chính xác rồi con. Thảo Vi này, ơn tình, không biết con tên thật là gì nhỉ? Villa con nhá. Thảo Vi nào, villa, letter I not letter O con nhá, chữ Y ngắn nha. Mai. Ok, lần này cô nói đúng tên rồi đúng không? Mai nào, con đang đi vào vở, rất là tốt. Villa là căn biệt thự. Ok, yeah. Rồi, villa, căn biệt thự. Chúng ta đã có từ đầu tiên. Một từ cũng khá đơn giản đúng không? Chúng ta đến với từ số 2. Ở đây cô có hai từ nên là chúng ta cũng lưu ý nhé. Mặc dù là hai từ khác nhau nhưng nó đều có nghĩa là một căn hộ. Một căn hộ tức là ở trong một tòa chung cư rất là to, rất là cao, rất là có nhiều phòng. Thì những cái phòng ở đó sẽ gọi là một căn hộ, đúng không? Đấy, vậy từ căn hộ cô có hai từ. Một là flat, 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 ok? Với từ flat ngoài có nghĩa là căn hộ ra thì nếu nó là tính từ thì nó còn có nghĩa là phẳng. Phẳng các con ạ, phẳng nhá. Rồi, flat, flat, flat là căn hộ. Và có từ tiếp theo cũng mang căn hộ. Các con nghe cô phát âm nhé. Apartment, 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 apartment. Ok, flat và apartment. Vậy thì tại sao hôm nay cô lại muốn giới thiệu với các con cả hai từ như thế này nhỉ? Cả hai từ đều có nghĩa là căn hộ rồi đúng không? Nó không khác nhau một chút xíu nào luôn. Có thể có một số từ nó sẽ hơi khác biệt về cái sắc thái. Ví dụ như hello và hi chẳng hạn. Thì kể ra thì nó cũng hơi khác biệt một chút. Tuy nhiên thì từ flat và từ apartment thì nó không thể khác nhau một chút nào cả. Nó chỉ khác nhau ở về người sử dụng mà thôi. Vậy thì từ flat là căn hộ. Đây là một từ người Anh các con nhé, người Anh sẽ sử dụng. Còn apartment sẽ được người Mỹ sử dụng nhiều hơn các con nhé. Chúng ta nhớ nhé, flat là tiếng Anh, còn apartment là tiếng Anh Mỹ. Cả hai từ này đều có nghĩa là căn hộ. Vậy thì theo các con thì các con sẽ sử dụng sử dụng từ nào? Chúng ta sử dụng từ nào cũng được, miễn là các con sử dụng biết đúng ý nghĩa này. Và nếu như các con đang học nhiều về tiếng Anh thì chúng ta sẽ dùng từ flat. Còn chúng ta học nhiều hơn về tiếng Anh Mỹ thì các con dùng từ apartment, đúng không? Flat apartment, flat apartment. Ok, nói được chưa nhỉ? Căn hộ các con nhé. And I'm telling you this thing. I am living in a flat. Và cô sẽ bật mí với các con một điều là cô cũng đang ở trong một căn hộ. I am teaching you. I am sitting in my flat and teaching you. Cô đang ngồi ngay ở giữa căn hộ nhà mình và đang dạy các con này. Ok. Rồi. Đậu Thảo này, flat căn hộ, đúng rồi con. Filler là căn biệt thự, đúng rồi. Flat apartment thì nghiêm đúng không con? Căn hộ, đúng rồi. Quốc Anh nào, Quốc Anh không vấn đề gì con nha. Flat căn hộ, mình chỉ cần nhớ là căn hộ thôi nhá, mình chưa cần nghĩ đến từ chung cư nha. Thảo Trang là flat là căn hộ. Thanh Hoàng flat apartment, căn hộ chính xác. Anh Tuấn flat apartment. Chắc là chúng ta đang gõ tiếng Việt nên nó bị nhảy dấu ớ thành chữ ớ, đúng không? Rồi Tâm nào, flat là apartment nghĩa là căn hộ, ngoài ra thì flat nghĩa là phẳng. Rất là giỏi. Nhớ gì theo tính từ con nhá, tính ở đây là kiểu tính chất á, nhá. Duy flat, comment cho cô được từ flat là căn hộ rồi, rất là tốt. Nếu mà các bạn thấy là từ flat thì chỉ có một âm tiết thôi, và cũng chỉ có rất là dễ đọc, dễ phát âm thì chúng ta có thể dùng từ flat, còn không thì mình dùng apartment, không vấn đề gì hết, đúng không? Trà My hôm vừa rồi được 9 điểm kiểm tra tiếng Anh, rất là giỏi. Chúng ta cố gắng thêm một chút xíu nữa để được 10 điểm ở trong kỳ thi sắp tới con nhá. Ok, Hồng Hạnh là flat apartment, Hương Bùi flat là căn hộ chính xác. Hà Linh là flat, con biết đúng rồi, nhưng mà từ apartment mình bị thiếu letter A và letter R của cô mất rồi nhá. Ok, Thu Trần này, bạn con đang hỏi cô căn hộ đúng không? Như cô có giải thích ý, thì chúng ta đã biết đến cái khu chung cư chưa nhỉ? Chúng ta đã nghe đến cụm cái tòa chung cư ấy. Thì trong tòa chung cư sẽ có rất là nhiều phòng đúng không? Thì như mỗi cái phòng đấy sẽ gọi là căn hộ để cho dân ở này, đúng không? Sẽ khác với khách sạn là khách sạn thì chúng ta sẽ chỉ ở lại một vài hôm thôi, khi mà chúng ta đi nghỉ mát, nghỉ ngơi chẳng hạn. Còn căn hộ là chúng ta sẽ sống ở đó nó cũng như một cái ngôi nhà thôi, nhưng mà nó sẽ chỉ có một tầng thôi, các con hiểu không? Nó sẽ không thể, mình sẽ không đi lên các tầng khác, mình sẽ không có các tầng khác ý, nó sẽ chỉ khuôn viên nó sẽ chỉ ở trong một tầng thôi nhá. Đó. Rồi flat căn hộ hoặc là apartment cũng có nghĩa là căn hộ nha. Thế có bạn nào đang sống ở căn hộ giống cô không? So is anyone living in a flat as I do? As I am, yeah. Đó, ok. Đây cô đang ở một căn hộ và cô đang ở một mình nên là cô cảm giác như là cái căn hộ này nó hơi bị rộng rãi quá với cô chỉ ở có 1/2 vào căn hộ thôi. Đó. Rồi, flat và apartment là căn hộ các con nhá. Rồi, vậy thì các con có tò mò xem cái tòa chung cư thì trong tiếng Anh sẽ là gì không nhỉ? Mình có flat đúng không? Flat là căn hộ, thì tòa chung cư sẽ là một cái tòa bao gồm rất nhiều căn hộ. Thì đó sẽ là block of flats. Block of flats. Đó. Hoặc là các con có thể dùng là apartment building. Đấy, nha. Blocks of flat hoặc là apartment building. Nghe nha. Ok. Chúng ta đến với từ tiếp theo. Rồi. Đây là một từ cô nghĩ là ở trong tiếng Việt chúng ta cũng đã nghe đến rồi. Chúng ta đã nghe đến cụm từ bungalow chưa nhỉ? Bungalow đó. Ở trong tiếng Anh chúng ta cũng có một từ như thế. Và các con thấy là đây là một ngôi nhà. Nhưng mà how many stairs are there? How many floors are there in the bungalow? Các con thấy là ngôi nhà bungalow như thế này thì có bao nhiêu tầng? It only has one floor, right? Without any stairs, chúng ta sẽ thấy là sẽ chỉ có một tầng thôi, đúng không? Và sẽ không có tầng trên, hoặc là cũng có thể có tầng trên nhưng mà nó sẽ chỉ là một cái gác mái mà thôi. Chứ chúng ta một cái kiểu như là gác mái này, gác xếp này, thường thì sẽ để như kiểu là kho để đồ chẳng hạn. Đó. Và đây chính là cái bungalow. Chúng ta để ý phát âm nhá. bungalow, mua nhà một tầng nha. Bungalow, bungalow, bungalow. Ok, vậy thì như cô nói lúc nãy là flat hoặc là apartment, căn hộ thì chúng ta cũng chỉ ở sống ở trong một tầng thôi đúng không? Vậy thì điều khác biệt là gì nhỉ? Flat thì sẽ nằm ở trong một cái khu chung cư, nó có thể là ở tầng cao đúng không? Còn bungalow nó có một tầng nhưng mà nó sẽ nằm ở dưới mặt đất, đấy nhá. Bungalow, bungalow, ngôi nhà một tầng. Ok, bungalow. Ok, rồi Thiện Nhân comment được cho cô từ này rồi, rất là tốt. Nguyễn Dung đang báo điểm cho cô nào. 3 điểm 10, 1 điểm 10 tiếng Việt, 1 điểm 10 toán và 1 điểm 10 tiếng Anh. Xuất sắc, chúc mừng con, brilliant, very good. Ok, cô rất là vui khi mà được nghe những cái tin như thế này. Chúng ta nếu có được điểm 10, điểm 9, điểm 10 nào thì cứ báo lại với cô nhé. Cô rất là vui khi mà nghe những tin như thế. Rồi Duy nào, bungalow là ngôi nhà như thế nào con nhỉ? Ngôi nhà có mấy tầng? Ok, one story house, ngôi nhà một tầng đấy nha. Hậu nào, bungalow, đúng rồi. Tú Minh này, bungalow, ngôi nhà một tầng, chính xác. Trọng Hiếu, chính xác. Đâu gì nhỉ? Tường Yến nào, không biết đây có phải là tên thật của con không nhỉ? Bungalow, ngôi nhà một tầng. Hoàng Anh nào, chính xác. Hà nào, ok. Lê Anh nào, Lê Anh chú ý giúp cô là chữ A đầu tiên, con hãy thay cho cô thành chữ U con nhá. Bungalow, bungalow, bungalow. Ok, Hạnh Nguyên à, rất là tốt. Nhật Hạ cũng comment đúng rồi. Hello Minh Anh, I'm very good today. Yeah, không vấn đề gì con nhá. Hôm nay chơi được 15 bạn nhanh nhất luôn à? 15 bạn thì chắc cô không kịp, không đếm nổi mất. Rồi Hà Linh là bungalow, ngôi nhà một tầng con nhá. Rồi, chúng ta hiểu, dĩ nhiên là chúng ta sẽ biết đây là một ngôi nhà rồi, bởi vì mình đang học về các loại nhà mà, đúng không? Nhưng mà chúng ta hãy hiểu sâu hơn về ngôi nhà bungalow là ngôi nhà chỉ có một tầng mà thôi nhá. Rồi Thụy Vũ được 10 điểm tiếng Anh này, rất giỏi. Thu Trang 4 năm đi học toàn được điểm 90, rất tốt. Kim nữa này, con được 10 điểm tiếng Anh. Đây, các bạn giỏi thế nhỉ? Ok, cô cũng hơi tự hào về bản thân mình một chút. Chắc là cô cũng đóng góp được một chút xíu vào điểm 10 của các con, đúng không? Cô mong là như vậy nhá. Ok, chúng ta đến với ngôi nhà thứ tư. Các con sẽ thấy ngôi nhà này ở những vùng thôn quê. Dĩ nhiên là những ngôi nhà ở vùng thôn quê ở nước ngoài sẽ khác những ngôi nhà ở vùng thôn quê so với Việt Nam, đúng không? Ở Việt Nam thì các con sẽ thấy những ngôi nhà sẽ có cái bậc rất là cao. Đây là các bạn có ở vùng thôn quê không? À, đấy là cô đang kể về vùng thôn quê ở miền Bắc nhá. Còn ở miền Nam thì chắc chắn là các ngôi nhà nó sẽ khác biệt hơn một chút, đúng không? Đó. Đây là một ngôi nhà ở vùng thôn quê của nước ngoài nên là nó sẽ không giống nhà ở Việt Nam cho lắm. Nhưng mà ngôi nhà này cũng rất là đẹp đúng không con? Ok, chúng ta có từ để chỉ một ngôi nhà ở vùng thôn quê, đó là từ cottage, một ngôi nhà nho nhỏ nhá. Vậy thì the cottage này nó sẽ chỉ một ngôi nhà nho nhỏ này, trông nó rất là mộc mạc, nó rất là đơn sơ và nó nằm ở vùng thôn quê nha. Bởi vì chúng ta sẽ có một số từ, ví dụ như từ country house, countryside house, đó thì nó cũng là một ngôi nhà ở vùng thôn quê, nhưng ngôi nhà đó thì nó có thể nhỏ, nó có thể to, nó có thể mang bất cứ hình dáng như thế nào, miễn là nó nằm ở vùng thôn quê. Còn từ cottage nó chỉ là một ngôi nhà bé bé thôi, thế nhá. Rồi cottage, chúng ta để ý cách phát âm của từ này, bởi vì chúng ta sẽ có âm j, đây là một âm hơi khó phát âm nên chúng ta cũng lắng nghe nhá. Cottage, j. Chúng ta đã phát âm được từ jump chưa nhỉ? Jump tức là nhảy á, thì chúng ta cũng hãy lấy cái âm j ở trong từ jump đó, kép vào âm cuối của từ cottage, đấy chưa nhỉ? Cottage, ngôi nhà nhỏ ở vùng quê, nhớ nhá. Bởi vì ở trong tiếng Việt của chúng ta thì không có một cái từ nào nó ngắn gọn mà nó lại diễn tả đầy đủ ý nghĩa của từ cottage, nên là cô đành phải dịch như thế để các con có thể hiểu thật là rõ ràng nghĩa của từ này nha. Một số bạn thì một số nơi như là cô kiểm tra, cô có tìm hiểu ở trên Google trước khi mà cô dạy các con chẳng hạn, thì cô thấy là the cottage ở đó người ta sẽ dịch là nhà tranh. Thì Tuy nhiên thì dĩ nhiên là bây giờ thì nhà Việt Nam, ở nhà của chúng ta cũng đâu có lợp bằng tranh nữa đúng không? Cũng vẫn còn, dĩ nhiên là vẫn còn, nhưng mà đâu phải là cái căn nhà nào làm bằng tranh thì chúng ta cũng gọi là cottage, hay là các căn nhà khác không làm bằng tranh thì mình cũng gọi là cottage mà, đúng không? Đấy, bây giờ cô về vùng quê thì cô cũng thấy là những ngôi nhà đã rất khang trang và cũng đã được lợp mái ngói rồi, không còn phải dùng tranh nữa. Đó, vậy thì chúng ta hãy hiểu cottage là một ngôi nhà nhỏ ở vùng quê nha. Rồi, cottage nhá. Rồi, Hoàn nào comment rất là chính xác. Cottage, Thảo Trang nào comment đúng rồi con. Quyên Trần nào rất tốt. Hà comment đúng rồi. Hoa dã quỳ, có tên thật là gì nhỉ? Villa là biệt thự này, flat, apartment là căn hộ, bungalow là ngôi nhà, cottage là nhà tranh. Ok, rồi chúng ta có thể hiểu cottage là cũng cô vẫn không muốn chúng ta dùng từ cottage là nhà tranh cho lắm, bởi vì nó sẽ không thể hiện được đúng chính xác ý nghĩa của từ cottage, đúng không? Nên nãy cô có giải thích rồi đấy, thì chúng ta hãy cứ hiểu nó là một ngôi nhà nhỏ ở vùng thôn quê nhá. Rồi, Phương nào con được 10 điểm tiếng Anh, siêu thế nhỉ? Hôm nay các bạn khoe nhiều điểm 10 cho cô thế. Thế mà những hôm trước không thấy các con khoe mà hôm nay lũ lượt khoe luôn này. Hay là các bạn giấu cô để cùng khoe một hôm cho cô bất ngờ. Ok, Yên được 10 điểm ở tất cả các môn luôn. Wow. Ngà Nguyễn là hôm nay con cũng được 10 điểm tiếng Anh. Các bạn siêu thật đấy. Minh Anh nào, ui được nhiều điểm 10 thế này. Giỏi thế à? Hôm nay con được 10 điểm. Nguyên An, hôm nay con được 10 điểm mà sao con lại buồn? Ok, rồi chúng ta đã nắm được từ cottage chưa? Tâm Thu này, đây cô thấy bình luận của con rồi nhá. Rồi, cottage, một ngôi nhà nhỏ ở vùng quê nha. Rồi, chúng ta sẽ đến một ngôi nhà cuối cùng mà cô dám chắc là ở Việt Nam chúng ta sẽ không thể nào tìm thấy được ngôi nhà như thế này, bởi vì ngôi nhà như thế này thì sẽ được xây dựng ở một nơi rất là lạnh, ở những nơi rất là lạnh, và nó được xây bằng tuyết, đúng không? Ở Việt Nam chúng ta thì có tuyết, tuy nhiên thì tuyết nó không đủ dày và nó không đủ cứng, không đủ chắc để tạo thành một ngôi nhà như thế này. Chúng ta nhìn thì cũng đã biết được từ này là trong tiếng Việt là gì rồi, đúng không? Chúng ta sẽ gọi đó là nhà tuyết. Và nhà tuyết ở trong tiếng Anh chúng ta có từ igloo, 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 được chưa nhỉ? Cái âm o chúng ta sẽ đọc thành âm u. Đấy, mình đã học allophonics rồi. Âm o sẽ đọc thành u. Igloo, igloo là ngôi nhà tuyết, các con nhá. Nhà tuyết, igloo. Ok. Vậy thì như các con thấy đấy, nhà tuyết sẽ được xây ở những nơi mà có rất nhiều tuyết, rất là lạnh. Nhưng mà có một điều rất là kỳ diệu là mặc dù xây bằng tuyết, nhưng mình cứ tưởng là ở trong sẽ rất là lạnh, đúng không? Nhưng mà cô chỉ lướt qua thôi, và có những thông tin là ở trong ngôi nhà tuyết như này thực ra lại rất là ấm. Đấy, cô cũng chưa tìm hiểu kỹ, nên là để buổi học hôm sau nếu mà có cơ hội thì cô sẽ giải thích kỹ hơn vì sao ở một ngôi nhà băng, một ngôi nhà tuyết thì lại rất là ấm cho các con nhá. Rồi, hôm nay mình có từ igloo. Igloo, igloo là nhà tuyết chúng ta nhá. Linh Hương là hôm nay rất tốt rồi. Phú Nguyễn, igloo chính xác. Nhật Hạ là igloo, good job. Thiên Trang là igloo, yeah. Như là igloo nhà tuyết. Lê Anh là igloo, yeah. Giang là igloo là nhà tuyết, đúng rồi. Thuyên là igloo, nhà băng. Nhà băng, nhà tuyết, ok. Rồi, bởi vì cô sẽ thích từ nhà tuyết hơn, bởi vì từ nhà băng thì nó sẽ nghe như kiểu như cả ngân hàng ấy, các con biết là ngân hàng cũng được gọi là nhà băng mà, đúng không? Igloo, yeah, igloo. Rồi, nhà tuyết đó nhá. Nhà tuyết, nhà tuyết thì nó nghe nó lung linh hơn. Rồi, dạ nào. Igloo là ngôi nhà tuyết. Tường Yến này, Vivi, yes. Tuyết Lan chính xác. Tại sao Nam lại không biết bình luận nữa, hay lại giận cô không đọc comment của con? Rồi, Quan Đạt nào, Quân Đạt đúng không? Igloo nhà tuyết. Nhật Vi, igloo chính xác. Nhung này, rồi Mai này, igloo là nhà tuyết, đúng rồi. Rất tốt. Ok. Thế thì các con đã, đấy cô sẽ nhắc đến một bộ phim mà cô rất là yêu thích. người ta có xem WeBaby chưa đấy. Chúng tôi đơn giản là gấu đúng không? Thì có một bạn gấu nhân vật yêu thích của cô xuất thân từ những cái vùng rất là lạnh như thế này. Thì khi mà các những cái tập mà nói về xuất thân của bạn ấy, chúng ta cũng có thể bắt gặp được cái igloo như thế này đấy. Igloo sẽ bắt gặp những ngôi nhà tuyết như thế này này. Rồi, ok, igloo là ngôi nhà tuyết các con nhé. Ok. Yeah. Rồi, bây giờ chúng ta đến với phần structure là phần mẫu câu. Phần mẫu câu thì hôm nay chúng ta sẽ học một mẫu câu rất đơn giản thôi để hỏi xem ai đó sống ở đâu. Đó chính là where do you live? Bạn sống ở đâu? I live in, ở hoặc là an. Tại sao lại có sự khác biệt giữa ơ và an như thế này nhỉ? Bởi vì khi mà chúng ta dùng những từ bắt đầu bằng những nguyên âm, mình có nhớ nguyên âm ở trong tiếng Anh không? Có 5 nguyên âm đúng không? There are 5 vowels in English. 5 vowels, ok? Còn 5 nguyên âm. E, U, E, O, A và I, right? Cô hay gọi là quy tắc uể oải. Các con ghép 5 chữ cái này sẽ tạo thành chữ uể oải ở trong tiếng Việt, đúng không? Vậy thì trước những chữ cái đó chúng ta sẽ phải dùng từ an, đúng không? Ví dụ như là I live in an apartment, chứ chúng ta không được dùng là I live in a apartment. Mình nhớ nhá. Ok, where do you live? I live in a hoặc là an, sau đó các con sẽ cộng với một loại nhà. Chúng ta hãy cùng xem ví dụ nhá. Where do you live? I live in a flat. Cậu sống ở đâu? Tớ sống ở trong một cái căn hộ. Ok, nếu các con hỏi cô là where do you live thì cô cũng sẽ trả lời là I live in a flat. Cô sống ở một cái căn hộ nha. Ok, hoặc là cô sẽ trả lời cách khác là I live in an apartment, đúng không? Ok, rồi bây giờ là thời gian để cô kiểm tra xem các bạn nhanh tay đến đâu này. Nhanh tay nhanh mất và vừa nhanh vừa đúng này. Rồi, ok, với câu hỏi này thì các con hãy điền giúp cô xem, chứ cô sẽ phải điền từ gì vào đây để tạo thành câu hỏi đúng. Do you live? I live in an igloo. Ok, A, where and B, what. Yeah, các con thấy không? Igloo nó bắt đầu bằng một chữ I là một nguyên âm nên mình sẽ dùng từ an đứng trước, right? Rồi, nào, đáp án của các bạn đâu nhỉ? Các bạn đã comment chưa? Thư nào, cô nhận được đáp án của Thư đầu tiên. A, Nhi là bạn thứ hai. Anyone. Rồi, Chân con chọn câu B này, Phương con chọn câu A là bạn số 3, Hạnh Nguyên là bạn số 4, and Diệu Linh là bạn số 5. Ok, Thu Viên chọn câu A, Phúc chọn câu A, Hiền Trang chọn câu A, Hân còn chọn câu A. Rồi, câu này thì cô vừa mới giới thiệu ở phần structure, phần mẫu câu xong đúng không? Và chúng ta cũng vừa mới xem phần example, phần ví dụ nữa. Nên là cô nghĩ là không hề khó khăn cho các con để các con chọn câu này, đúng không? Có lẽ là một số bạn gõ câu B thì hơi nhầm lẫn một chút xíu. Chúng ta sẽ dùng là where do you live? Cậu sống ở đâu? Tôi sống trong một chiếc nhà tuyết. Chúng ta sẽ không thể dùng what được bởi vì what là gì? Cậu sống cái gì? Không đúng, đúng không? Còn where mới là ở đâu, hỏi về địa điểm, dùng để hỏi về địa điểm. Bạn sống ở đâu, đúng không? Thế đáp án là câu A, các con nhá. The correct answer is A. Ok, good job. Và cô đặc biệt khen ngợi những bạn mà comment rất là nhanh và rất là chính xác mà cũng đã like cho nhá. Nhưng bạn khác cố gắng lên nào, chúng ta vẫn còn 2 cơ hội nữa nha. Ok, đến với câu số 2 nào. Where do you live? I live in a hoặc là an. Chúng ta hãy nhìn bức tranh và đoán và nhớ lại xem đây là bức tranh minh họa cho từ nào nhỉ? Ok, A là villa và B là apartment. Rồi, A villa và B là apartment này. Con điền sau bạn Thư Hoài Thu này. Có lẽ là bạn Thư là bạn số 5 rồi, và cô có một trò chơi là cô sẽ chỉ like cho 5 bạn đúng và đưa cho cô đáp án đúng và nhanh nhất thôi, nhớ nhá. Hoài Thu cố gắng ở câu này nhá. Rồi, villa hay là apartment cho câu số 2 nào. Nghe như kiểu đang bán hàng ấy nhá. Rồi, Đức Hương ngăn chặn câu A, Dung Nguyễn ngăn chặn câu A, Khang ngăn chặn câu A, Ly ngăn chặn câu B. Cô rất tiếc câu B chưa đúng rồi Ly nhá, và cả Nhi nữa nhá. Bảo Anh ngăn chặn câu A, Bảo Anh là bạn số 4 và Thiện Nhân là bạn số 5. Good job. Rồi, Linh là cô rất tiếc, con là bạn số 7. Chỉ sau chậm chút xíu thôi là chúng ta đã được like rồi. Chúng ta cố gắng ở câu cuối cùng nhá. Hân là Trọng Vía chặn câu A, Tường Yến cũng chặn câu A, Khánh Bình con chặn câu A rồi. Thế giới thì sao nhỉ? Có một số bạn chặn câu B này. Ok, nếu thế thì chúng ta hãy cùng nhớ lại xem nghĩa của từng từ là gì nhá. Rồi, câu A là một loại nhà, một căn nhà, một thể loại nhà rất là khang trang, đúng không? Như cô có nói ở lúc đầu đấy, một ngôi nhà rất khang trang, rất đẹp, rất là tiện nghi đó. Villa là một căn biệt thự, còn B apartment là một căn hộ. Dĩ nhiên là một căn hộ cũng có thể khang trang, cũng có thể rộng rãi, cũng có thể rất là đẹp, nhưng trẻ nó sẽ không ở mặt đất mà nó ở chung cư, một tòa chung cư, right? Vậy thì đáp án đúng là câu gì nhỉ? Câu A. Ok, I live in a villa. Tớ sống ở một căn biệt thự. I wish I were the girl. Cô rất là mong là cô giống như bạn nữ Ý, cô được sống ở trong một căn biệt thự nhá. Yeah. Rồi, A là mới là đáp án chính xác các bạn nhá. Yeah. Những bạn mà có đáp án B thì chắc là mình hơi nhầm một chút, đúng không? Rồi, ok, good job. Chúng ta đến với câu cuối cùng chưa nhỉ? Cô cũng không nhớ nữa. Chúng ta cứ thử làm xem nhá. Rồi, câu cuối cùng nào. Where do you live? I live in a hoặc là an, A igloo and B cottage. Câu này thì các bạn sẽ chọn gì đây? A or B? Igloo or cottage? Igloo là gì nhỉ? Và cottage là gì nhỉ? Cô nhận được comment của Hà, comment đầu tiên viết đầy đủ từ luôn. Câu B của Thảo Nguyên là câu số 2, Thuyên là các bạn số 3, Thiện Nhân là bạn số 4 và Kiệt là bạn số 5. Rất là nhanh. Cô đã like đủ 5 comment rồi. Đây, cô không đọc bình luận của con từ đầu giờ học đến giờ. Đây, Thu Hà này, bây giờ thì cô mới thấy bình luận của con nên cô mới có thể đọc được. Đấy, các bạn hiểu cho cô nhá. Cô không thể, như cô hay chia sẻ là cô không thể đọc hết cả. Các bạn có để ý không? Một buổi livestream của cô thế này phải 5-6.000 lượt comment thì nếu là các con thì chúng ta có thể đọc được một lượng comment lớn như thế không? Chắc chắn là không rồi, đúng không? Bởi vì cô còn phải giảng bài này, cô đúng không nhỉ? Nhiệm vụ chính của cô vẫn là giảng bài, đúng không? Nên là chúng ta hiểu cho cô. Cô bất chợt đọc comment nào thì cô đọc comment đấy thôi, chứ cô cũng không hề lựa chọn hay là cô thiên vị cho bạn nào hơn bạn nào để cô đọc comment cho các bạn ý cả nhá. Nên là chúng ta hãy hiểu cho cô nhá. Rồi, Bảo Anh là con chọn câu B nè, Hạnh Nguyên chọn câu B, Kelly con chọn câu B, Linh Hương, Khuyên này, Trần Linh này, Phương này, Nguyên nào. Ở phía dưới thì sao nhỉ? Có vẻ như câu này thì các bạn lại trả lời rất là tốt hơn cả hai câu đầu luôn á. Ok. Rồi, chắc là các con nhớ từ igloo, bởi vì từ igloo trông rất lạ và nó lại còn là một cái thể loại nhà nó cũng rất là lạ với chúng ta, đúng không? Rồi, vậy thì các con nhìn thấy đây là một ngôi nhà mà có phải là ở những cái vùng lạnh không nhỉ? Chúng ta có từ igloo là nhà tuyết, còn chúng ta có từ cottage là một ngôi nhà nhỏ ở vùng nông thôn. Đây chỉ là một ngôi nhà nhỏ ở vùng nông thôn này. Yes, so the correct answer is B. Ok, đáp án đúng là câu B nha các con nhá. Các bạn mà cứ xin cô like cho 6 người như thế là sau lại xin cô like cho 7 người, 8 người, 9 người lại lên đến 10 người mất, đúng không? Chúng ta hãy tuân theo luật nhá, để chúng ta cảm thấy là chúng ta được nhận một cái like nó rất là vẻ vang, đúng không? Thì chúng ta nhận được cái like chỉ vì là chúng ta xin như thế thì nó cũng không được vẻ vang cho lắm nhỉ, đúng không? Đấy. Rồi, ok, đáp án đúng là câu B cottage các con nhá. Vậy là hôm nay cô đã kết thúc bài học về các loại nhà, types of houses. Chúng ta đã biết thêm được 5 loại nhà khác nhau, đúng không? Ở nhà thì các con hãy luyện tập thêm, luyện tập về cách phát âm này, luyện tập về từ vựng này, 5 loại nhà này, và cũng như là luyện tập về cả mẫu câu nữa. Where do you live? I live in a hoặc là an. Mẫu câu hôm nay của chúng ta không hề khó một chút nào, nên là mình có thể nhờ một bạn nào đó ở trên lớp chẳng hạn, hoặc là chính người thân trong gia đình của mình chẳng hạn, để luyện tập mẫu câu cùng với các con, nhớ nhá. Ok, bây giờ thì cô lại quá giờ mất 3 phút rồi. Rồi, rất xin lỗi các con vì điều đó. Ngày mai chúng ta sẽ lại gặp nhau trong lớp Alokiddy. Hãy cứ chuẩn bị sẵn sàng bàn tay để gõ thật nhanh này, cũng như là luyện cơ miệng của mình một chút trước khi chúng ta học lớp Alokiddy. Để bắt đầu lớp Alokiddy, chúng ta sẽ luyện phát âm thật là nhiều nhé. Ok, còn bây giờ thì chào tạm biệt các con và chúc các con ngủ thật là ngon nha. Goodbye for now and good night. Bye bye. Bye bye. Ok, bye bye.